Thưa quý vị, trong chuyên mục thử xe ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng sang 4 chỗ của Jaguar, đó chính là chiếc Jaguar XF. Jaguar XF được ra mắt lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam vào năm 2014, và ở thời điểm đó, chiếc xe này được xem là một cái vũ khí chiến lược của Jaguar để thâm nhập vào phân khúc thể thao hạng sang 4 chỗ. Trước mắt quý vị là mẫu Jaguar XF thế hệ mới, được xem là thay đổi toàn diện từ thiết kế ngoại thất, nội thất, cấu trúc thân xe đến những cái công nghệ hỗ trợ lái. Jaguar XF thế hệ mới năng động hơn, thể thao hơn, vận hành hiệu quả hơn so với những thế hệ tiền nhiệm. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi trải nghiệm mẫu xe này. Có thể nói Jaguar XF thế hệ mới thể hiện phong cách thể thao hơn, vận hành hiệu quả mà vẫn đảm bảo sự tinh tế, thanh thoát và tiện nghi. Tiếp tục hướng đến đối tượng là những người trẻ tuổi thành đạt, đam mê sự tinh tế và hoàn hảo. Jaguar XF hoàn toàn mới có kích thước lần lượt là dài 4.954mm, rộng 2.091mm và cao 1.457mm. So với thế hệ tiền nhiệm, phiên bản hoàn toàn mới có thân xe ngắn và thấp hơn. Tuy nhiên, với trục cơ sở được kéo dài lên tới thêm 51mm, giúp khoảng cách phần để chân lên đến 87mm, cùng chiều cao tính đến trần xe cho hàng ghế phía trước là 991mm, cho hàng ghế sau là 970mm. Chính vì thế, Jaguar XF thế hệ mới mang đến khoang nội thất cực kỳ rộng và thoải mái, lớn nhất so với các đối thủ cùng phân khúc. Một điểm đặc biệt trên Jaguar XF chính là công nghệ chế tạo thân xe bằng nhôm nguyên khối hoàn toàn mới của Jaguar, giúp trọng lượng XF thế hệ thứ hai nhẹ hơn 190kg so với mẫu xe tiền nhiệm. Phần thân xe được chế tạo chủ yếu bằng nhôm đúc, sử dụng 75% nhôm làm nguyên liệu chính cùng hợp kim magie cho vị trí thanh ngang, nằm sau bảng điều khiển và khớp nối giúp cải thiện độ cứng lên thêm 28%. Những thay đổi đáng kể này giúp Jaguar XF hoàn toàn mới trở nên an toàn hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn và thân thiện hơn với môi trường. Jaguar XF hoàn toàn mới có thiết kế ngoại thất không thay đổi nhiều so với mẫu xe tiền nhiệm. Hốc lấy gió khu vực đầu xe được thiết kế lại cân đối hơn về tổng thể, giúp XF mạnh mẽ hơn và hiện đại hơn. Sự thay đổi rõ nét nhất nằm ở cụm đèn pha phía trước với ngôn ngữ thiết kế mới đặc trưng J-Black Daytime Running Light, cùng dải đèn LED full size kéo dài tạo sự cứng cáp. Cụm đèn hậu phía sau cũng được thiết kế lại với dải đèn LED đẹp mắt, cùng nét cắt được vuốt xuống từ cánh cản gió tạo nên sự liền mạch hơn cho mẫu xe. Ngoài ra, công nghệ đèn LED của Jaguar giúp tạo ra độ sáng có cường độ ngang bằng với ngưỡng nhìn của mắt người, đem lại sự an toàn khi lưu thông trên đường. Hiện đại và sang trọng là những gì mà tôi có thể cảm nhận được khi bước vào bên trong cabin của chiếc Jaguar XF này. Tất cả đều được trang bị bằng da, táp lô da, vô lăng bọc da, ghế da. Trên vô lăng tích hợp đầy đủ các phím chức năng. Và tất nhiên là trên các phiên bản thể thao thì lễ chuyển số luôn được tích hợp trên vô lăng. Màn hình trung tâm được thiết kế 8 inch, tích hợp công nghệ giải trí In Control Touch của Jaguar. Đây là trang bị có sẵn trên tất cả các phiên bản Jaguar. Ở trên này thì tích hợp các cái hệ thống quản lý như là thời tiết, kết nối Bluetooth, GPS. Đặc biệt là luôn được trang bị camera lùi. Ở phía dưới này đó là nút khởi động Start Stop, núm chuyển số thường thấy trên các mẫu xe Land Rover và Jaguar. Chế độ lái có 4 chế độ lái, đặc biệt là cái chế độ Eco nếu mà quý vị muốn lái xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Cửa sổ trời, một cái trang bị hiếm thấy trên các mẫu sedan. Tại Việt Nam, Jaguar XF được phân phối với hai phiên bản 2.0 được nhập khẩu và phân phối chính, trong khi phiên bản V6 3.0 sẽ được phân phối theo nhu cầu của khách hàng. Phiên bản Jaguar XF 2.0 sử dụng động cơ i4 tăng áp, công suất 240 mã lực, mô men xoắn đạt 340 Nm, tốc độ tối đa 248 km/h, khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp là 7,5 lít trên 100 km.
Một số công nghệ đáng lưu ý trên Jaguar XF thế hệ mới gồm có công nghệ hỗ trợ kiểm soát độ bám đường toàn bề mặt ASBC. Công nghệ này giúp xe nhận biết các loại mặt đường dễ trơn trượt và có độ ma sát yếu như băng tuyết, cỏ ướt, đường mưa hoặc đường có đá dăm nhỏ. Từ đó, người điều khiển sẽ được cảnh báo và xe được tự động điều chỉnh tốc độ trong khoảng từ 3,6 km/h đến 30 km/h nhằm đảm bảo an toàn khi vận hành. Tiếp theo là công nghệ thích ứng toàn bề mặt ASR. Công nghệ này giúp Jaguar XF nhận biết từng loại mặt đường khác nhau, từ đó cân chỉnh sức kéo chủ động ở các bánh xe theo 3 dạng chế độ 90-10, 50-50 và 10-90 nhằm chống trơn trượt, đảm bảo an toàn và khả năng vận hành. Và thưa quý vị, Jaguar, một thương hiệu xe hạng sang chắc hẳn không nói nhiều chúng ta cũng đã biết rồi. Với những mẫu xe thể thao mạnh mẽ, hiện đại, sang trọng, vận hành hiệu quả, tôi tin chắc rằng trong thời gian tới những mẫu xe này sẽ tiếp tục chinh phục khách hàng tại Việt Nam, đặc biệt là những khách hàng trẻ thành đạt. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chuyên mục thử xe tuần này tại đây. Hẹn gặp lại trong những chuyên mục lần sau.